Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Di ở nhà Di còn số cái mặt hàng cây giống Di giới thiệu với anh chị. Đầu tiên là Di giới thiệu cái cây tali nù nha. Di Linh Xuân nù tali nha. Hoa của cây mẹ. Đây. Đây. Cây mục nam rồi nha. Ta ly là cây mục nam nha, đang ra mầm gốc rất nhiều nha, chẳng hạn như đây là cái mầm gốc của nó này, em anh chị này, mầm gốc nó đang đi lên nè, đây có mầm gốc này, mấy anh chị có nhu cầu sưu tầm giống ta ly thì liên hệ với nha, đây là mặt hoa cái mẹ nha, theo số điện thoại là 0986011680 nha. Tiếp theo nữa cũng một cây Di Linh Xuân, đó là cây mặt hoa cái mẹ nha, Di Linh Xuân nù 68 nha, mặt hoa cái mẹ nha. Đây Di cũng còn có một ít nha, đó cây giống này, cây giống như thế này nha, đó, đó cây giống như thế này nha. Đây nói chung là có cây lớn cây nhỏ nha, mấy anh chị thấy ở trong video to mà về nhà kia nó nhỏ là không đúng. Đây rồi tiếp nữa là cái giả hạt lộc bát nha, đây là giả hạt lộc bát cái hoa mẹ nó nha. Đây Duy cũng còn có một ít nha để cho anh chị sưu tầm. Rồi đây là cây hồng xòe nha, hồng xuân le với hồng xòe nha. Đây nha. Đó, cũng có một ít nha. Cây nó nhỏ nhỏ như thế này nè. Cái mặt hoa này là chưa có trên thị trường nha. Cái này cây đầu tiên nha. Bên gì là bán cây đầu tiên nha. Cho mấy anh chị có nhu cầu sưu tầm giống nha. Nói chung số lượng còn rất là ít. Anh em mua rất là nhiều. Giá bên gì rất là mềm. Bán sỉ và lẻ luôn nha. Anh chị có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại 0986011680 nha. Để mình quay lại cái sản phẩm bên mình. Ngoài ra gì cũng có cái giá hạt xanh lè luôn, Phú Thọ. Rồi Tâm Bố, Châu Như. Nhưng thôi hôm nay mình giới thiệu bốn cái mặt hàng này. Nhìn Xuân Nù Ta Ly nha. Đó, cây nó như thế này nha. Rồi hồng xuân lê hồng xòe nha, đó, cây nhỏ như thế này nha, đó mấy anh chị có nhu cầu liên hệ Di nha, số điện thoại là 0986011680 nha, Zalo Facebook là đều cái số đó nha. Đây lộc bát giữa hạt cây mẹ nha. Nụ 68 nha. Đây. Nụ 68 nha. Rồi, cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi video của Di. Mấy anh chị có nhu cầu giống liên hệ với Di nha. Theo số điện thoại 0986011680 nha.